hơi hơi ngã ngã. Đây, bây giờ thu hoạch nguyên một xe bầu như thế này nha các bạn. Quá trời quá đất luôn ha. Để vô. Xin chào hết đại gia đình mình nha. Cảm ơn hết bà con và các bạn đã trở lại với kênh của Đăng Trần Cuộc Sống Mỹ. Chiều nay thì các bạn thấy mình đang đứng đâu? Nguyên cái giàn bầu của mình chiều nay nó chịu quả đúng không các bạn? Chiều nay thì mình mời hết các bạn đi thu hoạch bầu cùng mình ha, cùng cô Trang bà xã nha. Chiều nay thì nó quá nhiều rồi, bây giờ phải thu hoạch. Bà dắt đây cũng hơi tối nha các bạn, nhưng mà mình phải thu hoạch để đem cho các bạn với anh chị mình luôn. Thì các bạn nào yêu thích trồng bầu thì mình hãy follow cái video này nha. Mình sẽ chia sẻ hết toàn bộ cách mình trồng bầu sai như thế này cho các bạn xem luôn. Thì hôm nay bây giờ bắt tay vô thu hoạch với mình nha các bạn. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, đây là cái trái bầu đầu tiên mình thu hoạch nha các bạn. Các bạn biết tại sao mình thu hoạch cái trái bầu đầu tiên mà nó hơi nhỏ không? Bởi cái trái bầu này là cái trái bầu còn non các bạn. Và trái bầu này dành cho mẹ của mình. Mẹ của mình là thích ăn bầu non ha. Cho nên mình ưu tiên cái trái bầu này cho mẹ của mình, là trái bầu còn non nha các bạn. Một trái. Trái thứ hai thì khổng lồ ha. Trái thứ ba. Thứ ba cái bầu, loại bầu này là cái loại bầu xanh nè các bạn. Nhưng mà năm nay thì có ông bác ổng cho ba thì mình trồng vô đây nó bị lộn với cái loại bầu xanh. Chứ mỗi năm thì mình trồng cái bầu trắng không à, trái lớn không à. Năm nay nó có loại bầu xanh này, trái nó hơi nhỏ nhưng mà nhìn cũng rất là ngon ha. Nhìn đẹp quá ha mà. Giống trái bí đao quá. Nhìn nó giống trái bí đao không, nhưng mà nó nhìn nó đẹp. Ba. Cắt hết luôn hả? Cắt hết luôn, bữa nay là anh cắt hết luôn chứ bây giờ mấy cái trái này nó vừa ăn hết rồi. Trái này nó khổng lồ luôn các bạn ơi. Các bạn coi nè. Nhìn đã không? Hết màn hình luôn rồi chứ gì, đúng không? Quá bự. Khổng lồ chưa? Bây giờ cô Trang bà xã thu hoạch không? Bây giờ mình đổi nha các bạn, cho cô Trang bà xã thu hoạch chút xíu. Bởi cô Trang cũng mê cái môn này lắm ha. Bây giờ thấy rằng các bạn thấy mình chất lên xe không? Trái bầu nó còn cao hơn em nữa rồi nè. Cái này cho em Thu Nì đi, em Thu Nì hái cao hơn em Thu Nì luôn rồi. Ây da, nặng quá. Cô Trang bà xã cũng mê cái môn này lắm nha các bạn. Trồng thì không có mê nhưng mà cắt là mê đó, lắm. Để đây trái đi, cắt luôn trái này ha. Để dưới đất hay em? Để đó hồi em ôm vô xe. Ồ, trái bầu xanh nhìn ngon ghê không? Cái loại giống này giống trái bí quá. Rồi ôm lại lên xe. Nặng quá. Bữa nay là báo cho các bạn biết là tụi mình sẽ cắt một xe luôn ha. Các bạn thấy cắt bầu mà đem nguyên chiếc xe đi chở nè. Rồi là mấy trái này luôn phải không? Cắt hết luôn em, mấy trái nó vừa ăn hết rồi. Dạ. Quá nhiều rồi cả nhà ơi. Đó. Đã luôn không? Bữa nay là tha. Ủa, cái anh này mới to nè. Cái đó nhìn giống y gan trái bí đao luôn ta. Wow. Quá. Đó, đã chưa các bạn? Mình trồng bầu thì nó sai như thế ha. Hai ngày trước có một trận gió các bạn thấy không? Lá nó tóc lên hết trơn luôn rồi nè. Wow, trái này dài quá, nặng quá. Khiêng không nổi luôn. Rồi, còn một trái nữa cuối cùng. Thu hoạch bầu. Rồi, hôm nay thì thu hoạch cũng khá nhưng mà không biết đếm. Sao em đếm có được nhiêu trái em? 2, 4, 6, 8, 10, 12 trái. 12 trái hả? Oh my goodness. 12 trái nha các bạn. 12 trái quá. Nặng quá rồi, ngã xe luôn rồi cả nhà ơi. Hê hê ngã ngã. Đây, bây giờ thu hoạch nguyên một xe bầu như thế này nha các bạn. Quá trời quá đất luôn ha. Để vô. Thường cái xe gạch nữa, nặng chết. Bữa nay cô Trang đi thu hoạch đã không các bạn? Để không nổi luôn mà bạn. Lên dốc. Ui. Mệt rồi đó. Chị đâu mới đẩy nhiêu hết nổi rồi. Quá trời nặng mà. Thôi để anh đẩy cho. Nó nặng thiệt các bạn ơi. Bây giờ cô Trang đẩy không nổi, giao lại cho mình ha. Giống như là đẩy xe gạch vậy đó. Nhiều quá luôn. Đây, kêu mà. Vô mà.
quýt nè. Để cái xe bầu khum lưng luôn nha các bạn, chứ không phải chơi đâu á. Mình để vòng qua bên đây phải không? Đi qua cắt thêm bí nữa. Mình cắt bí đao nữa nha các bạn. Bây giờ qua đây tiếp tục cắt vài trái bí đao nữa nha các bạn. Mấy trái này mà không cắt thì nó sẽ già, ăn không có ngon ha. Bữa nay trái bí đao nó cũng bự chập bá luôn rồi nè. Các bạn thấy chưa? Nhìn nó ngon chưa? Tiếp tục. Đó. Bữa nay nó bự hết trơn nè các bạn thấy không? Nhìn nó ngon quá trời luôn à. Mà không cắt thì nó sẽ già phải không? Có một trái này non, một hồi cắt cho chị Hai nè. Chị Hai chỉ order một trái non nè. Chị Hai gia đình nhỏ ở Mỹ đó các bạn biết rồi ha. Chị thích ăn bí đao là trái nhỏ nhỏ vậy nè. Còn trái lớn lớn giống như mình cắt với nó vừa ăn là chị không bao giờ thích. Chỉ ăn cái trái chút chút chị không nè. Đó. Bây giờ hôm nay mình cắt được 3 trái bí đao với mấy bao nhiêu trái bầu em? Như 12 trái. 12 trái bầu, 3 trái bí đao nghe các bạn. Bây giờ chắc bên xe này đầy một xe luôn. Đây, các bạn thấy bầu mình cắt hôm nay nó tươi như thế nào. Mà trái nào trái nấy nó bự tôi chà bá luôn. Giờ các bạn đếm đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trái bầu lận em ơi. 13 trái bầu, 3 trái bí. Nữa là 16 trái nghe các bạn. Phải nói là khủng khiếp chưa? Nhìn mê không? Rồi nè, bây giờ cô Trang lại thăm dưa hấu nè các bạn ơi. Dưa hấu mình bữa nay là trái nó mê lắm, để mình lấy gần cho các bạn xem nha. Sao? Thăm hoài hả cô nương? Đây, có cái trái này là cái trái mình mê nhất nè các bạn. Có một trái khổng lồ ha. Bữa nay có trái dưa hấu bự, kế đó bên cạnh cũng trái cũng to quá chừng luôn kìa. Wow, hai trái này là hai trái to nhất trong vàng ha. Biết chừng nào mới ăn được hả? Còn đằng này nữa nha các bạn. Đó, đây một trái nữa nè, đây một trái to nữa nè ha. Cái da nó vàng rồi đó. Bên đây một trái to nữa nè ha. Đó, bên đây một trái to nữa nè ha. Đây một trái to nữa nè nha. Đó. Bên được, lóc nó còn trái nữa sao? Được 5 trái to chà bá luôn nha các bạn. Thấy dưa hấu mình năm nay đã chưa? Ủa 6 trái lận. 6 7 trái lận nhưng mà mấy trái kia còn nhỏ. Nè, hai trái nó nằm một cặp luôn nè, đã chưa? Bây giờ thì mình đẩy mấy trái bầu này đi nha các bạn. Các bạn đi theo mình nha. Đẩy giống như đẩy gạch vậy đó. Rồi, tới nơi. Bây giờ thì mình nói cho các bạn nghe, mình cắt bầu nó nhiều như thế này nè. 16 trái ha, 13 trái bầu. 3 trái bí nữa là 16 ha. Các bạn thấy nó có nhiều quá trời không? Đúng là quá nhiều đúng không? Bây giờ mình dỡ cái cốp xe sẵn như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đưa nó vô cái cốp xe này. Mình đi chở cho từng nhà anh chị của mình, ba mẹ của mình là ưu tiên nhất nha. Rồi anh chị rồi bạn bè cho hết cái xe bầu này chứ đâu có ai mà ăn hết. Mỗi năm thì cái gia đình của mình trồng nhưng mà ăn thì không có hết các bạn. Hôm nay thì tụi mình cũng có ăn lai rai rồi ha. Bây giờ cái xe này là để đi cho ha. Chiều nay thì các bạn thu hoạch mình bầu với mình thì có vui không? Chiều nay cùng mình thì trồng 2 tháng mấy này bây giờ mới thu hoạch đó ha. Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh của Năng Trần Cuộc Sống Mỹ ha. Nếu yêu thích kênh của tụi mình thì cho vợ chồng mình cơ hội đăng ký kênh ủng hộ tụi mình ha. Và tụi mình chia sẻ cuộc sống Mỹ là thế, cũng không có gì đặc biệt, cho các bạn xem cho vui. Bây giờ mình chất bầu lên xe chuẩn bị đem cho ha. À giờ chắc lên cho. Rồi, nãy giờ mình chất vô xe hết rồi các bạn thấy không? Mình cũng chừa lại mấy trái trong xe này ha. Cái chiều mình cắt ra, mình cắt ra khúc khúc cái mình chia hết nấy bờ xung quanh của mình. Nấy bờ mình thì người Mỹ không nghe các bạn, hàng xóm mình thì người Mỹ không à, nhưng mà họ cũng thích ăn bầu lắm ha. Thôi, rồi bây giờ các bạn tiếp tục theo mình nha, đi một vòng xung quanh vườn của mình rồi mình ta những cái video mà mình chăm sóc để mình có những cái dàn bầu sai như thế này cho các bạn xem luôn nha. Nếu các bạn nào yêu thích kênh của mình hay là yêu thích chăm sóc dàn bầu thì hãy follow cái video này tới cuối thì mình sẽ chia sẻ những chi tiết mình chăm sóc bầu sai cho các bạn xem luôn. Rồi, các bạn đi theo mình ha. Đây là toàn cảnh trước cửa nhà mình. Các bạn nào xem kênh của mình thì chắc biết rành rồi ha. Cô Trang bà xã thì trồng hoa đầy hết trơn nè. Các bạn thấy những cái cây hydrangea này bắt đầu nó ngã qua cái màu pink như thế này là chuẩn bị tới mùa thu rồi đó ha.
Bây giờ là tháng 8 rồi ha, bắt đầu là băng đêm lạnh lạnh rồi. Năm nào nó chỗ như vậy là khoảng từng 3-4 tháng nó mới tàn nha các bạn. Thì bắt đầu bây giờ là nó chỗ đều như thế này là cuối tháng 10 luôn thì mình bắt đầu mới cắt nó ha. Bên mép bên đây là toàn là cây ăn trái nha các bạn. Các bạn thấy đằng sau thì mình trồng bầu bí được ha, vườn. Đây là cái cây phí nè các bạn, cây đào đó ha. Mình lấy gần lại cho các bạn xem. Hôm nay nó trái như thế này nè. Nó quằn cả nhánh hết trơn luôn ha, quằn hoài hết trơn như thế này. Nhìn mê chưa? Đó. Bạn xem nè, đó. Cây đào mình hôm hổm mình tỉa cho các bạn xem đó, bữa nay nó trái như thế này nè. Đầy trong thân hết trơn ha. Cái này thì khoảng 1,5 tháng nữa nó mới chín nha các bạn, là mới ăn được ha. Dài lại phía sau bên đây thì American Pear ha, Korean Pear, lê Hàn Quốc các bạn. Đây, lê Hàn Quốc của mình bữa nay trái cũng bắt đầu to như thế này nè các bạn thấy chưa. Nó nhìn nó đã chưa. Nhưng mà còn khoảng 1,5 tháng nữa, tới 2 tháng nữa thì mới ăn được nha các bạn. Bây giờ thì mới bắt đầu đầu tháng 8 thôi. Đó, các bạn thấy nó quằn quại như thế này. Đã chưa? Mình có 2 cây, đó, bên mép bên kia 1 cây nữa các bạn cũng thấy đó. Nó xài như thế này. Năm nào thì mình cũng có rất nhiều là Korean Pear ha các bạn. Ăn đã lắm, giòn mà nó ngọt nữa ha. Hướng bên này thì mình có trồng được mấy cái cây cải bắp bông này nha các bạn. Cải bắp bông trắng đó ha. Bây giờ nó lớn khủng khiếp như thế này nè, nhìn đã chưa? Bên này thì bắp cải ha, cabbage. Ở đây dễ trồng lắm các bạn ơi. Mình trồng cái gì thấy cũng thấy tốt hết trơn ha. Ở đây thì cô Trang bà xã trồng khoai lang nè, để ngắt đọt ăn thôi ha. Củ thì không có nhiều. Đây thì 4 cây cà chua của mình nè. Trái dữ lắm luôn á, mê lắm. Đây mình lấy gần cho các bạn xem con trái nè, quằn quại hết trơn ha, từ trên đọt xuống tới gốc luôn. Bữa nay bắt đầu nó có chín rồi đó. Bữa nay nó chín đã chưa? Đỏ tươi hết trơn ha. Nè, bên này nữa nè. Bắt đầu chín đỏ hết rồi. Thấy mê chưa các bạn? Mấy cây cải này nó lớn mà mình trồng mình thấy còn mê nữa đó. Cà ha, cà phổi ha. Đằng kia thì dưa hấu các bạn biết rồi ha. Đây mình lấy hết một vòng xung quanh vườn của mình cho các bạn xem. Ở ngoài kia thì sâm đất ha, rồi đậu bắp ha, rau muống ha, rau cần ha, cái gì cũng có hết. Rồi bây giờ mình bắt đầu ạt cái chi tiết mình chăm sóc bầu cho các bạn xem nha. Mình cũng nhắc lại với các bạn thì thường thì bầu mình tống phân khoảng chừng khi mình trồng xuống khoảng 2,5 tuần ha, mình tống phân đầu cá đó, mình có nhắc lời với các bạn. Rồi tiếp tục thì khoảng 2 tuần mình gãy phân một lần, là mình dùng cái phân organic blend đó, thì mình có quay cho các bạn xem đó ha. Thì tiếp tục thì khoảng 2 tuần mình gãy phân một lần, như thế thì bầu của mình nó sẽ tốt thôi. Nhớ là phải tống cho nó đủ đất ăn nha các bạn, thì tiếp tục bầu của mình nó sẽ xum xê và nó trái sai giống như mình bẻ nãy giờ đó. Đinh là đinh final của dàn bầu nha các bạn. Gần 4 buổi chiều, mỗi buổi chiều khoảng chừng 3,5-4 tiếng. Mà 4 buổi chiều thì bữa nay mới kết thúc là xong cái dàn bầu. Mình còn tiếp tục một cái dàn dưa leo ở đây nữa các bạn ơi. Mình tiếp tục làm cho các bạn xem luôn ha, cái dàn bầu khổng lồ của mình. Đấy. Đây các bạn xem đây, mấy dây bầu của mình trồng cũng bắt đầu được 2 tuần rồi ha, bắt đầu nó tốt rồi nè. Giai đoạn này là bắt đầu giai đoạn chăm sóc nha các bạn. Thì mình trồng xuống như thế này thì giai đoạn đầu thì mình không cần chăm sóc nhiều. Nhưng mà bắt đầu như thế này là cái giai đoạn rễ nó ăn rồi nè, mình bắt đầu chăm sóc. Đây thì 2 giây nữa thì mình được 4 giây ha. Thì các bạn thấy mình lơm khơm đào lỗ nãy giờ đó. Bây giờ mình đào như thế này là mình sẽ chôn những cái đầu phân cá xuống như này nha các bạn. Thì mình đi câu cá về đó, mấy cái con cá mà mình không ăn nó, dưới mình cắt mấy cái đầu cá đó các bạn, mình phơi cho khô ha, rồi mình chôn xuống đây. Đây các bạn xem đây, những con cá rô nhỏ mình đi câu về mình không có ăn nè, những cái đầu cá mình câu về mình cắt ra nè ha các bạn. Nhớ nhớ là phơi cho thật khô nha. Bây giờ mình phơi cho thật khô rồi mình bỏ mình chôn xuống dưới đất này, thì cái dây bầu nó lớn lên nó ăn cái phân cá này nó sẽ rất là tốt nha các bạn. Nó tốt dữ lắm, nó tốt khủng khiếp luôn á. Mỗi một năm cái dàn bầu mình 30-40 trái không á, thì mình làm cho các bạn xem ha. Thì cách mình trồng bầu cũng rất là đơn giản nhưng mà sai trái lắm các bạn ơi. Đây các bạn thấy cái dàn bầu của mình khổng lồ, mình mới bắt đầu làm xong đây các bạn thấy đó.
mình tốn gần 4 buổi chiều ha, mỗi một buổi chiều gì khoảng 3-4 tiếng đồng hồ thì mình làm xong cái dàn bầu của mình đây. Thì bây giờ mình quay lại mấy cái phân cá khô của mình hồi nãy nè, mình quay lại cho các bạn xem mình đào đổ. Bạn nhớ đào cho sâu nha các bạn, sâu chút xíu để mấy con sóc nó sẽ bắt mùi, nó bươi đây nó bươi lên hết nha. Nó bươi lên thì nó phá hoại dữ lắm. Mấy con sóc ở Mỹ này các bạn cũng rành mà mấy con sóc nó phá hoại dữ lắm ha. Cho nên mình đào lỗ hơi sâu như thế này. Rồi mình bỏ tiếp. Đó, mình bỏ xuống như thế này. Sau khi mình bỏ mấy cái con khô xuống dưới cái lỗ xong mình đàng hoàng cho bắt đầu mình cào đất lên nha các bạn. Mình nhớ mình cào đất lên. Bây giờ mình cào đất lên đây. Mình cào đất lại thì mình dậm cho nó thiệt dẻ xuống nha các bạn. Mình dậm cho nó thiệt cứng nha, cho nó dẻ khắc xuống. Đó các bạn thấy mình làm đó. Cào đất xong mình dậm cho thiệt dẻ xuống ha các bạn. Bởi cái dây bầu này nó thật ra cái rễ của nó ăn mà nếu mà cái gió nó nhúc nhích cái dây bầu là cái dây bầu nó sẽ không bao giờ có trái sai nha các bạn. Thì trong những video trước mình cũng có chia sẻ cùng các bạn là mình trồng cây trái gì cũng vậy, mình dậm cái đất cho nó thiệt dẻ thì cái rễ cây nó ăn vô cái đất thì nó mới sai được. Chứ nếu nó để nó rung rinh thì nó sẽ không tốt đâu. Đây, mình sẽ dậm cho thiệt dẻ. Điểm thứ nhất là cho dây bầu nó tốt, điểm thứ hai nữa là để nó không có bay mùi lên được, để những con sóc nó phát hiện để nó móc lên hết nha các bạn. Mấy con sóc ở Mỹ thì các bạn biết rồi, nó phát hiện mùi cả cái gì nó cũng móc lên hết. Nó không kể là cái gì hết, nó móc tiêu hết. Thì mình cũng có chia sẻ cái thuốc ra mà để mình trừ sóc rồi đó. Nhưng mà khi mà nó có mùi như thế này thì nó cũng vô, nó càng nó móc hết à các bạn. Cho nên các bạn nên cẩn thận nha. Rồi tiếp đến cái bước thứ hai nữa thì các bạn mình cũng nói nãy giờ đó. Cái dây bầu thường mình trồng á, cái khoảng chừng 2 tuần đầu thì mình không có cần chăm sóc gì hết, chỉ cần tưới nước thôi. Nhưng mà bắt đầu cái dây bầu nó phát triển nó tốt như thế này rồi nè. Giai đoạn này là bắt đầu mình chăm sóc rồi nha các bạn. Thì các bạn đi chợ lô chúng tôi chợ ắt á, mua cái phân cỏ này nè, cái cỏ khô chứ thật ra cái cỏ khô chứ không phải là phân cỏ nha các bạn. Thì mình đẩy xương lên trên mặt của nó ha, mình đẩy xương lên trên cái gốc của dây bầu. Lúc này là cái giai đoạn là nắng hơi nhiều, bắt đầu là vào mùa nóng của summer ha các bạn. Cho nên nếu chúng ta không có đẩy gốc như thế này, cái dây bầu nó bị nóng gốc là cái dây bầu nó không phát triển tốt ha. Cho nên các bạn nên mua cái cỏ khô này ha, mua cái cỏ khô này đẩy lên trên. Đó các bạn thấy mình làm không, cái cỏ khô này thì các bạn mua ở chợ ấp, hầu như cái chợ ấp với chợ lô nó bán nhiều lắm nha các bạn. Đó, các bạn thấy mình làm không, rất là dễ dàng, không có gì đâu khó. Nhưng mà năm nào mình cũng có khoảng chừng 30-40 trái bầu cho các bạn. Cái dàn bầu mình như thế là năm nào mình cũng có một dàn bầu khổng lồ, trái rất là nhiều. Mấy dây bầu của mình bữa nay bắt đầu nó tốt như thế này nha các bạn. Thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn là những cái dây bầu mình bây giờ nó lên khoảng được 1,5 feet rồi nha. Thời gian như thế này là mình ngắt đọt đó nha các bạn. Đây, mình quay cho các bạn xem. Đây, thời gian như thế này là các bạn hãy ngắt đọt nó đi ha. Nó lên khoảng 1,5 feet như thế này, chúng ta hãy ngắt ngang cái đọt nó như thế này. Đó, mình ngắt đọt nó hết trơn, những cái đọt tươi của nó mình sẽ ngắt hết. Rồi thì nó sẽ lên lại rất là tốt nha các bạn. Nó sẽ đâm rất là nhiều chèo. Thì nó bò lên khoảng 1,5 feet nữa thì mình tiếp tục ngắt đọt một lần nữa nha các bạn. Như thế thì nó sẽ bò tùm lên cả dàn bầu mình luôn. Đó, thì cái dàn bầu khổng lồ của mình các bạn cũng đã biết rồi ha. Thì các bạn thấy bữa nay dàn bầu mình nó bò lên khoảng chừng mới được khoảng chừng 1,5 feet lên trên dàn thôi ha. Giai đoạn này bắt đầu mình tiếp tục vô đất nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô đất mình chia sẻ cùng các bạn luôn. Đây các bạn thấy thì bầu nó tốt, nó xanh nó mướt như thế này. Bây giờ đây là cái gốc của nó đây. Đây mình quay xuống cái gốc nó cho các bạn xem. Mình đã cắt hết lá dưới gốc nó nè ha. Đây hôm qua mình đã cắt rồi nhưng mình không có quay.
mình đã cắt mình tỉa lá hết rồi như thế này, đang mình chuẩn bị vô đất nha các bạn. Bởi vì các bạn cái lá bầu thì nó rất là to, khi các bạn để lá nó quá nhiều ở dưới gốc này nó sẽ tùm, thì nó cái gốc nó nuôi cái lá quá nhiều thì cũng không có tốt. Để cho nó nuôi cái dây ở phía trên vàng nha các bạn, thì mình cắt bớt lá. Mình có thể hôm qua mình đã cắt hết một xe lá rồi đây. Bây giờ mình vô phân nha. Đây thì cái loại phân mà hàng năm mình xài cho dây bầu đây các bạn, thì mình chôn cái đầu cá hổm hổm rồi đó ha. Bây giờ thì cái loại này nó gọi là organic này các bạn, thấy không? Organic natural ha, cho tomato and vegetable food. Thì mình dùng cái loại này cho bầu bí đồ toàn bộ hết luôn, chứ cũng không có dùng cái loại khác. Còn đây là đất organic ha, mình mua đất organic topsoil đây. Mình gãi cái phân này ở dưới rồi thì mình sẽ bỏ đất này lên trên mặt nha các bạn. Thì mình úm vô cái gốc của bầu cho nó tốt ha. Ở dưới gốc bầu thì hai đầu đằng này mình trồng hai dây bí đao nha các bạn. Các bạn thấy biết đầu bí đao bữa nay bắt đầu có trái rồi nè. Đây mình quay trái cho các bạn xem nha. Một trái ha. Nè, ngay đây một trái nữa nè, thấy chưa? Đó, đó trái nó bữa nay bắt đầu bằng ngón tay rồi, thấy không các bạn? Thì mình lý do mình cắt bớt lá là một cái dưới gốc bầu mình sẽ để cho hai dây bí nó bò nha các bạn. Bí đao thì mình sẽ không có cho nó bò chung với dàn bầu, bởi vì chúng ta cho nó bò chung với dàn bầu thì bầu ép nó sẽ chết, nó sẽ không có tốt được. Thì mình lợi dụng cái khu đất ở dưới chân của dàn bầu này. Đây, mình đã cắt hết lá này các bạn thấy chưa? Mình cắt hết lá dưới dàn bầu này, còn mình gãi đất xong thì cái nguyên cái khu đất này là mình để cho dây bí đao nó bò. Đó, bên đó một dây nữa, mình có hai dây bí đao thôi. Nhưng mà năm nào cũng khoảng 20 mấy 30 trái nha các bạn. Ăn mà xỉu nha. Rồi bây giờ mình vô đất ha. Đây thì là cái loại phân mình đã quay cho các bạn xem rồi đó ha, organic ha. Mình sẽ gãi xương trên mặt. Chúng ta không cần gãi trực tiếp vô ngay trên cái gốc bầu đây nha các bạn. Chúng ta gãi hãy cách xa cái gốc bầu ra khoảng chừng 3-4 tấc, 5 tấc cũng được ha. Tại phân thì hầu như phân lúc nào thì nó cũng có cái hơi nóng, cho nên đừng gãi trực tiếp vô gốc bầu thì nó đứt rễ non thì nó không có tốt nha các bạn. Chúng ta hãy gãi ở ngoài rồi bắt đầu vô đất, chúng ta sẽ đổ đất lên trên lớp mặt ha. Thì như vậy thì cái rễ bầu nó sẽ ăn lên, nó sẽ tốt. Chứ đừng có muốn mà cái phân nó đổ trực tiếp vô gốc, như vậy thì cái dây bầu nó sẽ ăn liền. Nhưng mà nó ăn như thế thì nó sẽ thâm vào cái da của gốc bầu thì nó không có tốt cho dây bầu lắm ha. Mình chia sẻ cặn kẽ cùng các bạn hết trơn mỗi năm cái cách mình trồng bầu mạnh trúng đó. Thì cũng có nhiều bạn comment hỏi tôi trồng hai dây bầu cao lắm được mấy trái, hên lắm rồi, sao anh trồng cái kiểu gì mà mấy chục trái. Thì mình cũng chia sẻ hết cho các bạn xem là mình trồng như thế nào mà nó sai trái ha. Đây thì cái đất organic nãy giờ mình đã quay cái hiệu cho các bạn xem rồi đó. Bây giờ mình đổ lên trên, thấp trên. Rồi, như thế thì chúng ta bàn ra để lắp cái phân mình mới đổ lên, mới gãi lên lại ha. Dễ dàng thôi chứ không có gì đặc biệt. Rồi bây giờ sau khi cái công đoạn mình vô đất thì mình đã kéo mấy dây bí đao bỏ ngược cho lại đây hết rồi. Bí đao các bạn thấy nó có trái hết trơn nè, thấy chưa? Đó, đây một dây thì 2-3 trái hết trơn nè, các bạn thấy chưa? Bí đao thì thật ra nó rất là sai trái nha các bạn. Nhưng mà các bạn trồng chung với bầu thì đừng để nó bò chung với dàn bầu nha. Năm nào mình cũng lợi dụng cái gốc bầu ở phía sau này mà mình để cái khu đất cho bí đao nó bò. Thì các bạn thấy tại sao mình cắt bớt lá bầu là như thế ha. Đây, cái mình chia sẻ với các bạn là khi cái dàn bầu nó bò lên khoảng chừng 1.5 thước là ngắt đọt là như thế này nha các bạn. Mỗi một cái chèo nó đâm ra nó có thể 3-4 trái vậy nè, đây là 2 trái rồi các bạn thấy không? Đó, đây một trái nữa là một cái chèo thôi nữa nó đã carry 3 trái rồi đó. Thì nó đâm chèo ra bao nhiêu là nó đậu hết bao nhiêu nha các bạn. Đây nữa. Đó, bây giờ thì cái giai đoạn này các bạn thấy khi các bạn ngắt đọt là mỗi một cái tược nó đâm ra sẽ là một trái bầu con hoặc 2 trái bầu con. Đây, bên kia nữa, thấy chưa? Như thế. Đây mình muốn chia sẻ luôn cùng các bạn là khi bầu nó nở hoa như thế này, các bạn thấy cái này là gọi là cái bông cái này ha, nó có mang trái bầu như thế này. Đây, đằng kia cũng vậy. Thấy không? Cái đó là gọi là cái bông cái có mang trái bầu ha các bạn. Rồi đây là cái bông đực nè. Các bạn đã thấy cái bông đực chưa? Cái bông đực thì nó không bao giờ mang trái bầu ha. Bây giờ mà mình gọi là thụ phấn nha các bạn.
Thì các bạn nếu cái khu trồng bầu của các bạn nó không có nhiều ong thì nó sẽ không có đậu. Chúng ta phải giúp nó thụ phấn như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ ngắt cây bông đực này nha. Đây, chúng ta ngắt cái bông đực như thế này. Chúng ta gọi là úp nhị nha các bạn. Đây, chúng ta đem qua cái nhị bông cái, chúng ta úp vào như thế này. Lắc 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 đó nghe các bạn. Thì cái nhị phấn ở trong cái bông đực này ha, các bạn thấy chưa? Nó sẽ rớt hết vào bên cái bông cái này thì trái bầu này nó sẽ đậu thôi. Sẽ không bao giờ rớt nha các bạn. Đây là những gì mà mình muốn chia sẻ hết cho các bạn. Nếu mà khu của bạn trồng bầu mà không có ong thì bắt buộc chúng ta phải dùng như thế này thì nó mới đậu. Nếu không thì trái bầu nó lên như thế này khoảng 2 ngày sau nó vàng là nó sẽ rụng nha các bạn. Đó là những gì mình làm hàng năm mà cái dàn bầu mình rất là sai ha. Đây, rồi tiếp tục mình sẽ làm cho những trái này. Đó, mấy trái này mình sẽ thụ phấn như thế hết. Các bạn chỉ cần ngắt cái bông đực á, rồi đưa qua cái bông cái, rồi vũ cái phấn nó cho nó rụng xuống trên cái bông cái thôi ha. Như thế này thì qua ngày sau, qua ngày thứ ba thì trái bầu này nó sẽ lớn lên thôi, là nó đậu. Còn nếu không thì nó sẽ vàng là nó rụng nha các bạn. Đây, các bạn thấy chưa, dàn bầu mình bữa nay bắt đầu nó đổ trái xuống lên hết trơn dưới này nè. Trái lớn, trái nhỏ gì mình đếm là tổng cộng là 23 trái. Bây giờ mình nhắc lại cho các bạn nghe ha. Quá chừng luôn. Nè các bạn xem nè, nhìn thấy mê chưa? Chỗ nào cũng trái hết trơn ha. Lên ở dưới này hết trơn luôn. Trái lớn, trái nhỏ gì đủ hết, đủ hướng hết. Còn đậu đũa thì bữa nay bắt đầu trái quá chừng rồi nghe các bạn. Thấy không? Thấy trái nè, nùi 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 nó gom lại cái nè, thấy ham ghê chưa? Đây mình làm vàng nó bò lên như thế này. Đó, đã chưa? Bò lên 11 trái dữ lắm luôn á. Đây, bầu hôm nay thì mình đã thụ phấn được 2 tuần rồi các bạn thấy chưa? Bữa nay thì nó lên vàng hết trơn như thế này. Đó. Các bạn thấy thế nào? Các bạn tự đếm nha. Bây giờ nó quá trời quá đất rồi ha. Các bạn nhìn thấy đó, bữa nay thì nó bò lên phủ vàng hết trơn như thế này, tùm hết trơn luôn ha. Năm nào thì mình cũng có một dàn bầu rất là tốt như thế này. Các bạn nào yêu thích thì follow mình ha. Đây, còn sau gốc bầu là bí đao nha các bạn. Bí đao bữa nay nó cũng đậu lên đất hết trơn này các bạn xem nè. Nó mình quay dài cho các bạn xem nó lởn ngến trong này hết trơn, nhìn đã chưa? Đó, bí đao nhìn đã không? Có trái này bữa nay ăn được rồi, thấy không các bạn? Bự luôn rồi ha. Bí đao thì hôm nay mình đếm được 10 mấy trái nghe các bạn. Coi nè, nó ở trong lá đó nha. Nó lên ở trong lá, mình lấy từ từ cho các bạn xem nè. Nó thấy chưa, nó ở trong lá không như vậy đó. Bên kia nữa kìa, thấy chưa. Đây dài lại đằng này ha. Nó, các bạn sẽ thấy trái cành cành không. Nó, thấy chưa. Đã lắm, mình chỉ trồng đây khoảng 3 giây bí đao thôi nghe các bạn. Nhìn ở dưới dạ vàng nè, các bạn mình lấy gần cho các bạn xem nè, coi nè, đặt hết trơn luôn ha. Coi nè, lên hết trơn, chỗ nào cũng có trái. Cái trái này bự chà bá luôn, nó dài coi nè. Muốn đụng đất luôn, muốn đụng xuống tới dưới cỏ luôn các bạn ơi. Đã chưa? Các bạn thấy nhàn bầu mình nó xanh, nhìn thấy ghiền chưa? Tùm lá hết trơn luôn ha. Nhìn coi nè, đã chưa? Nó sẽ bò lên tới trên đó luôn nữa ha. Thì mình thu hoạch cái đợt này rồi, cái đợt sau mình sẽ vô nó thêm một mớ phân nữa ha các bạn. Thì nó sẽ vượt lên, nó bò lên là nó có trái thêm đợt 2 nữa. Thì mỗi năm thì mình ăn được 2 đợt ha. Thì 2 đợt cho khoảng chừng 30 ngoài trái, năm nào cũng vậy hết. Hôm nay thì dàn bầu của mình tới lúc thu hoạch rồi, các bạn thấy thế nào? Nhạt vàng hết trơn đúng không?
Nhìn đã chưa? Hôm nay thì chắc thu hoạch được mười mấy trái đó. Nắng quá. Nắng quá là ngã xe luôn rồi cả nhà ơi. Hey, hey, ngã ngã. Đây, bây giờ thu hoạch nguyên một xe bầu như thế này nha các bạn. Quá trời quá đất luôn ha. Nãy giờ thì các bạn theo dõi mình chia sẻ cái video mình trồng bầu với thu hoạch bầu ha. Bây giờ thì lên đây khoe với các bạn mấy cái ớt mình hôm nay nó chín đỏ như thế này nè. Nhìn mê chưa? Bạn nào yêu thích trồng ớt thì bỏ cái thớp sâu vô trong cái pot như thế này nè ha các bạn. Rồi trồng lên khoảng chừng 4-5 cây ớt thôi là mình ăn suốt luôn cả mùa đông luôn cũng không hết ha. Ở đây thì cái ớt chuông của mình bữa nay bắt đầu nó cũng chín vàng rồi nè các bạn. Cái ớt chuông này màu vàng ha. Nhìn ngon ghê chưa? Trái bành cây luôn. Đây thì thêm một cây jalapeno nữa. Đó, thấy chưa? Thôi hôm nay chia sẻ tới đây thôi nha các bạn. Năng Trần xin tạm dừng video này ở đây nha. Cảm ơn các bạn luôn nhiệt tình ủng hộ kênh của Năng Trần Cuộc Sống Mỹ ha. Nếu các bạn yêu thích kênh mình thì cho mình cơ hội đăng ký kênh, ủng hộ tụi mình để tụi mình upload những video tiếp theo chia sẻ cùng các bạn. Cuộc sống Mỹ là thế, cũng không có gì đặc biệt ha. Rồi, một lần nữa bye bye các bạn. Không quên gửi đến lời chúc chân thành, chúc hết đại gia đình mình luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Bye bye.